Rồi, có game phải đua rồi. Map map băng. Ây da, người tuyết này. Ui, vực thảm nè. Tí cả. Ây dù, ta đã bị một cái xét làm cho tiêu nhỏ mà. Rồi, ta tiếp tục tiến với Five Spring Hero. Trang phục này là của người sắt. Tốp, 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 tốp. Người sắt này dùng tơ. Màn này đẹp đấy, màn hồng hồng thì được ấy. Cứu người. Góc này còn một thanh niên nữa này, nhện trắng này. À, tiếp tục
bay như chim. Tiếp tục nào. Ai ui, cái này nó bắn bắn. Con ong này. Rồi, tiếp tục test. Test hiệu ứng băng ấy như thế nào. À, được ấy. Mèo lên level này, level 13. Ây da. Sai to hơn này. Quá tuyệt vời, mèo tăng tuổi rồi. Đồ ăn chúng ta có dưa chuột, hành tím, ớt, nấm. Không ăn nữa. Cái này là đi du lịch. Chỉ mini game đâu. Mini game đá banh. Thay đổi đối thủ liên tục. Đấy. Ê. Ok. Selfie. Rất tuyệt vời. Ai, cái màn này khó này. À, chúng ta ghép được một chú rùa thật luôn. Để mày ghép mày dễ ướt. Ây, khó thế.
Yes. Đủ thật luôn. Thường rất nhiều ổ sắt. Toàn là ghép này. Ê gì? Màn này khó này. Look, find two batteries for this remote. Find two batteries for this remote. Shaq, hit me, Shaq. Okay. Let's control the drone to go to the door opening button and see what happens. Okay. Do not return to the previous room. Let's complete Chef Dexter's mission. Đồ ăn của quái vật. Toàn toàn. Ừ. Đủ 7 món rồi. Motor Kitten. Hey, can you help us out of here? Everyone broke the door to escape as the incident happened, but NL1 helped us. There's a ladder at the vent. You can use it to get into this room. Có một cái thang dây lên này. Wow. Trắng sáng. We have the key card, but it's in the cabinet and electricity is required to activate the locking system. Connect these electrical wires in the correct place, appropriately according to the picture in this wall. I remember each room has one same picture but different in number and color.
And the power on button is located in the middle room, the biggest room. You need to press it after successful wiring. Tím là cái cuối cùng này. Tím là cái thứ năm. Vàng. Đỏ. Okay. Gấp cái màn này. Ui. Rất khẩn trương. Cái đích đang rất gần đấy. Ui xui xui. Cảm ơn. Nhất nhé. Next sang màn mới đây. Nó thời lượng cộng. How are you? Chả có cái gì này, cho cái khẩu súng. Nhà phát hành game của cái game này đáng ít vậy. Nhắn tin cho mình phải đúng. Để mình xin phép là mở hết tất cả vũ khí trong trò chơi. Nó sẽ quay được game này nhiều hơn. Nhắm vũ khí hay mà. Hết game, goodbye. Catch it up, Brembo. Oh, well, game! Mọi người đâu hết cả rồi.
đội xuất sắc vậy? Đây à? Ôi! Ui! Đưa game mà Plan Zombie. Tiếp tục là cái màn Plan Zombie với cái background vàng khê. Tiêu đó là cho zombie tiếp cận với cái hàng hoa này. Cây đánh đà này khỏe. Rất căng thẳng. Má zombie. Đi tấn công từ đằng sau luôn. Rồi mày quá, mày quá. Toang. Super play. Tách kẹo còn.
Ui dồi. Ui dồi. Mười điểm rồi. Pikachu, Pikachu có cái chiêu sốc điện mà. Đây. Thánh nhỏ. Còn game nào không nhỉ? Nhỏ thế nhỉ?